Kính chào quý vị, các bác, cùng anh em. Video này là video lần thứ 2 em test trong buổi tối đêm muộn ngày mùng 10 tháng 1 năm 2022 theo âm lịch. Thưa quý vị, các bác, cùng anh em, đôi loa đang hiện hữu trước cái máy quay. Quý vị, các bác, các anh em chúng ta đang được nhìn thấy là một đôi loa rất đáng chơi ở trong cái tầm giá cực kỳ ngon và bổ rẻ. Thưa quý vị, các bác, cùng anh em chúng ta, cặp loa này em sẽ bán cho quý vị, các bác, các anh em chúng ta với một cái mức giá là 2.800.000 đồng. 2.800.000 đồng chúng ta bỏ ra, chúng ta sẽ được sở hữu một đôi loa trưng bày. Chúng ta thấy có đẹp không ạ? Quá đẹp luôn. Và cũng như nghe thì miễn chê các bác nha, 2.800.000 rẻ hơn cả cái loa tàu luôn. Đôi loa này là đôi loa Bioner Nhật Bản. Sử dụng loa 3 đường tiếng gồm có một loa bát có đường kính là 27, bát 27 các bác nha. Bát 27 màng carbon tia ánh, màng carbon tia ánh tức là màng carbon sáng. Chúng ta thấy qua cái máy quay em quay thì cái ánh sáng điện nó vào thì nó phản ra một cái ánh sáng, đúng không ạ? Gọi là màng carbon tia ánh. Và phía trên cao là một loa trung đôm và một loa tép đôm. Đôi loa Bioner Paris Vate các bác nha. Đôi loa còn tí nữa model đọc cho. Trước mắt thì em đã đọc cái model là loa Bioner Paris Vate. Đôi loa quá đẹp, quá xuất sắc, giá có 2.800.000 đồng nha. Giá là 2.800.000 đồng thôi các bác ơi. Các bác hãy dừng ngay đi ạ. Đôi loa này em nghĩ là đắt hàng lắm này. À, cái chất âm của nó tí em bảo là thì các bác mới kết. Đây là cái e căng của nó nhá. Đấy. Thì thành bách rất là đẹp các bác nhá. Thành bách vuông hoặc sắc cạnh đẹp các bác nhá. Và đây là loa thương hiệu của loa, loa Bioner model là FX640V. Em đọc lại này, loa Bioner FX640V. Công suất 100W trên một thân thùng loa, trở kháng 6 ohm, hàng Marin Japan các bác nha. Hàng Marin Japan, hàng Bioner Paris Vante, một thương hiệu quá nổi tiếng, rất là hay đó. Bát 27 luôn các bác nhá. Bát này là bát 27 này. Ra anh em ra 25 vẫn còn thừa. Chúng ta thấy rất nét ở đây. Em soạn hết cỡ luôn. Ra anh em 25 nhá. Và cái màng carbon đây, và cái gân này của nó này là gân zin nhá, gân vải các bác nhá, gân zin là gân vải luôn. Các cái kiềng loa của nó là màu vàng chanh các bác nhá. Các cái kiềng loa này là củ cung đúc màu vàng chanh. Đó. Rất là đẹp, rất ấn tượng cho một đôi loa cực kỳ ngon và bổ rẻ. Và bây giờ không nan man nói nhiều nữa, mời các bác hãy đến nghe cái chất âm của đôi loa giá 2.800.000 đồng này. Giá 2.800.000 đồng các bác nhá. Và hôm nay thì trong cái clip này, hôm nay em về được con âm ni Jaguar PA203L hàng bãi xin của Trung Quốc các bác. Em bán hàng nào giới thiệu hàng đấy các bác nhé. Hàng bãi xin của Trung Quốc, cái hàng này ấy, không phải chúng ta muốn kiếm mà kiếm được đâu. Thi thoảng mấy em mới gặp một con. Và em rất thích bán cái hàng này, bởi vì cái giá của nó ấy, nó rất là vừa giá. Nó vừa giá là cái thứ nhất này. Cái thứ hai nữa là em thấy cái chất âm của nó hay. Cái đặc biệt là cái chất âm của con hàng nòi Trung Quốc này, là em thấy là cái chất âm của nó cực kỳ hay luôn. Nó hay không kém gì cái con 203 xịn của Hàn Quốc. Đấy. Kể cả hát karaoke cũng rất là ngọt. Thật sự mà nói rất là ngọt. Và giá của chiếc âm ni Jaguar PA203L hàng Trung Quốc xịn này nhá, em bán cho quý vị các bác, các anh em chúng ta với cái giá là 3.600.000 các bác nhá. Máy bao zin và cực đẹp. Nó chạy 4 con sò than Zika của Zika xịn của cái con 203L mà hàng Hàn Quốc xịn đấy. Nó giống búng và sò, nó giống y chang đấy. Đấy. Cho nên chất âm cực kỳ hay luôn, chất âm rất là hay, được hát karaoke nghe nhạc cực kỳ hay. Có giá 3.600.000 đó nhé. Đấy, em sẽ ghép con âm ni này. Đây sáng đèn đây, bên đây đồ loa này. Và cả trước em cầm đi, trước em cũng ghép rồi nhé. Bây giờ mời anh em chúng ta cùng lắng nghe âm thanh. Cái tiếng bass của nó là cực kỳ là đạt luôn nhá. Ở đây thì em thấy là có một cái ốc này ấy. Có một cái ốc này nó hơi bị nòng nặng ra một chút này. Cái này em nói em tháo ra em kiểm tra, nhưng mà quên bị không vặn nó vào. Vẫn nặng nhưng mà không sao. Cái này thì em sẽ vặn vào sau. Cái con ốc này, đây. Cái này cho vặn vào sau.
sợ là đánh rung loa nhưng mà nó không rung được, bởi vì con ốc này nó cũng khá chặt vì nó rất là nhiều ốc. Ok, bây giờ mời các bác lắng nghe âm thanh nhá, xem đôi loa giá 2.8 mà đánh thế nào. Ấy, các bác thấy không ạ? Điểm rất hay, lực luôn. Quê
tuyệt vời phải không quý vị? Các bác thật nhanh tay thì còn, mà chậm sẽ lại mất được. Chào các bác nhá.